khải quyền đoạn bãi sau việc ấy tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất cầm bốn hướng gió lại hầu cho không gió nào thổi trên đất trên biển hay là trên cây nào tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên cầm ấn của đức chúa trời hàng sóng người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng chớ làm hại đất biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 14 vạn 4 ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái Israel. Trong chi phái Juda 1 vạn 2 ngàn người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben 1 vạn 2 ngàn. Trong chi phái Gác 1 vạn 2 ngàn. Trong chi phái Ase 1 vạn 2 ngàn. Trong chi phái Nepali, 1 ,000, 2 2000 Trong chi phái Manasseh, 1.2.000 Trong chi phái Simeon, 1.2.000 Trong chi phái Levi, 1.2.000 Trong chi phái Issaka, 1.2.000 Trong chi phái Sabulon, 1.2.000 Trong chi phái Joseph, 1.2.000 Trong chi phái Benjamin, 1.2.000 Đều được đóng ấn Sự ái đoạn Tôi nhìn xem thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành trà lạ. Các tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời, mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ, một trưởng lão cắt tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai? Và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng, lại Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng chứa trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống đức chúa trời sẽ lao hết nước mắt nơi mắt chúng